Vâng, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm là một cái mic mic không dây, nguyên một cặp luôn. Ngày trước mình mua mấy cái giá là 300 nghìn thôi, nhưng bây giờ mình thấy nó lên giá rồi. Đây, nó của Samsung. Cái này là nó là tên nó là S28 rồi đấy, đúng không? Ừ, vỏ hộp mình mua nó hơi lâu ấy, đâm ra là nhìn nó hơi tàn tí. Đấy, cái này nó có một cái ưu điểm là cái bộ thu nó rất là nhỏ nhá, rất là nhỏ nhắn luôn, và nó tích hợp cái sạc, mình có thể dùng trực tiếp cái dây sạc điện thoại của mình luôn, chân USB. Đây là nút nguồn và nó dùng pin 18650, pin này là pin sạc, pin này thì là rất dễ kiếm đấy, mà cái này nó trâu lắm, pin này nó trâu lắm. Mình sạc một lần là mình hát cả chục lần cũng chả hết được, và có hết thì mình lại sạc, thế là xong. Bật nguồn lên nó sẽ có một cái đèn báo, bật mic lên thì nó sẽ báo một bên đèn xanh này đấy. Bật hai mic lên thì báo hai bên bên này nữa, và đây nó có một cái jack cắm nối để ví dụ như là các bạn nào cắm vào cái máy tính chẳng hạn, đấy, là nó dùng jack này cho mic, các bạn cũng có thể cắm vào máy tính bằng jack này. Còn cái này các bạn có thể cắm loa kéo này, hoặc cắm một cái dàn dàn karaoke như mình này. Còn mic đây thì nó có báo vạch pin, có báo tần số, có báo sóng luôn, thì cái này bắt được khá là xa. Thế thường thường thì mình hát karaoke mình cũng chả cần phải đi xa đâu. Ngồi hát thôi, nó có hai kèm hai cái chống năng cho hai chiếc pin, thì nó sử dụng pin là pin tiểu hai chữ A. Pin này thì rất là thông dụng rồi, đúng không? Nhưng mà cái này nó có một cái hạn chế là pin này rất nhanh hết. Nghĩa là nếu mà các bạn hát một buổi là các bạn có khi là các bạn phải thay một đôi, hoặc là hai đôi nếu mà các bạn hát lâu. Thế nên mình khuyến khích các bạn là nên mua cái pin sạc. Pin mình hát hết không ấy, mình bỏ ra mình sạc. Mình mua lấy mua một cái đốc sạc. Mua cái pin đẹp về sạc để mình dùng về lâu dài. Mua tầm tầm 7 8 cục rồi mình cứ thay phiên nhau thôi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cắm thử cái mic này vào cái loa kéo Kyo Mic 1K 108 của mình. Thì cái này mình mua cũng khá là lâu rồi, nhưng mà nó kém lắm. Nó thực sự là chọn loa kéo thì các bạn không nên mua cái loại này. Đấy. Các bạn không nên mua cái loại này. Giờ mình sẽ cắm thử vào nhà mình test cho các bạn xem nhé. Đấy. Vâng, alo ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo. Để các bạn nghe thấy hay không ạ? Nếu mà nó không bị bản quyền ấy, thì mình sẽ hát tặng các bạn một bài, nhưng mà rất tiếc là nếu mình hát thì toàn những bài mình biết thì nó mà phải có nhạc ở trên YouTube chẳng hạn, hoặc mình hát lời mà nó là sẽ bị đánh bản quyền ngay. Thế nên là mình test cái mic này xong thì mình sẽ đưa cho các bạn một cái đường dẫn ở dưới đến cái trang Facebook cá nhân của mình, thì mình có hát test cái mic này. Đấy, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm là ngon bổ rẻ. Đấy, và riêng cái mic này nhá thì phục vụ cho các cái bạn nào mà cái giọng tức là cái giọng nó thanh đấy, nó không được trầm ấm đấy, thì các bạn mua cái này rất hợp lý luôn. Đấy, các bạn vừa nghe mình nói đấy nhá, là nó sẽ giúp mình tăng cái độ ấm của giọng lên, nó rất là hay. Còn các bạn nam nào mà giọng trầm sẵn rồi đấy thì mình nghĩ không nên mua. Đấy. Còn giá nó bây giờ hình như là nó 350 380 gì đấy, mình không rõ, mình không bán nên mình không rõ. Cái này mình chỉ review cho các bạn xem để các bạn quyết định có nên mua hay không thôi. Nếu ngày mình mua thì chỉ có 300.000 thôi. Đấy. Vâng, và sau đây là ca khúc Lá Xa Ni Cành do Facebook Trúc Cú Tí thể hiện. Vâng, xin mời các bạn ấn vào đường dẫn ở dưới phần mô tả nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.